Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách bật khiên bảo vệ ảnh đại diện Facebook nhằm bảo vệ tài khoản Facebook của bạn tốt hơn. Tác dụng của các khiên bảo vệ ảnh đại diện là không cho người khác gửi hay chia sẻ ảnh đại diện của bạn, không cho người khác tải ảnh đại diện của bạn. Ví dụ như tài khoản Facebook anh Vy này đã bật khiên bảo vệ ảnh đại diện này, thì trong ảnh đại diện nó sẽ có cái hình khiên như thế này. Và khi người khác vào trang cá nhân Facebook của tài khoản Facebook anh Vy này, tích chọn vào ảnh đại diện này, bấm giữ này, thì sẽ không chia sẻ hay gửi cái ảnh đại diện này được. Thứ hai là sẽ không tải cái ảnh đại diện này về máy được. Còn đây là tài khoản Facebook Nhật Minh. Tài khoản Facebook chưa bật khiên bảo vệ ảnh đại diện, thì trong ảnh đại diện nó sẽ không có cái hình khiên giống như tài khoản Facebook anh Vy. Và khi người khác vào trang cá nhân Facebook của cái tài khoản Facebook Nhật Minh này, tích chọn vào ảnh đại diện này, bấm giữ này, thì người khác có thể là chia sẻ hay gửi cái ảnh đại diện này được. Thứ hai là có thể là lưu cái ảnh đại diện này về máy được. Bấm lưu này, là người ta sẽ tải cái ảnh đại diện của mình về máy được, nếu mình chưa bật cái khiên bảo vệ này. Bây giờ để bật khiên bảo vệ ảnh đại diện cho tài khoản Facebook Nhật Minh thì mình làm như sau. Trở về vào hành chính này, tiếp theo mình sẽ vào Search Play hay vào App Store để tải cái trình duyệt là Kiwi Browser. Ở đây trên máy mình đã cài đặt sẵn rồi. Bấm trả về nè. Tiếp tục mình sẽ vào cái trình duyệt Kiwi Browser này, tích chọn vào Facebook. Và mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Facebook cần bật khiên bảo vệ. Ví dụ ở đây mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Facebook là Nhật Minh. Sau khi nhập số điện thoại và mật khẩu, bấm đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong, các bạn tích chọn vào dấu ba chấm bên góc phải nè, chọn đến cái dòng là tiện ích mở rộng. Tiếp tục chọn đến cái chữ Google này, tích chọn vào cửa hàng chôn trực tuyến này. Để mình phong lắng lên cho các bạn dễ thấy ô tìm kiếm này. Và trong ô tìm kiếm này, các bạn gõ cái từ khóa là .o.c như thế này. Bấm tìm kiếm. Thì nó sẽ hiện ra cái tiện ích như thế này. Các bạn tích chọn. Tiếp tục zoom nhỏ này, chọn đến cái dòng là thêm vào chôm này, bấm OK. Thì nó sẽ đưa đến một cái trang như thế này. Các bạn bấm vào chữ X này. Tiếp tục chọn đến cái chữ Tool, chọn đến cái dòng cuối cùng Profile Picture Google này. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống, chọn lấy cái chữ là siêu ấp màu xanh đây để bật khiên bảo vệ. Còn cái chữ siêu ấp down là tắt khiên bảo vệ. Tích chọn siêu ấp, bấm OK. Như vậy là mình đã bật khiên bảo vệ ảnh đại diện cho cái tài khoản Facebook Nhật Minh xong. Bấm trở về màn hình chính này. Bây giờ mình sẽ vào Facebook kiểm tra này. Lúc này ảnh đại diện của cái tài khoản Facebook Nhật Minh này, trên ảnh đại diện nó đã có cái hình khiên này. Như vậy là mình đã bật khiên bảo vệ ảnh đại diện cho tài khoản Facebook Nhật Minh thành công này. Bây giờ mình sẽ sử dụng một tài khoản Facebook khác để vào từng cá nhân Facebook của cái tài khoản Facebook Nhật Minh kiểm tra này. Tích chọn vào ảnh đại diện này, bấm giữ nè, thì nó sẽ không còn hiện cái tính năng là gửi hay chia sẻ hay lưu ảnh giống như là khi chưa bật khiên bảo vệ ảnh đại diện. Và các bạn muốn tắt các khiên bảo vệ này thì các bạn làm ngược lại. Các bạn chỉ cần bấm vào cái chữ siêu đau màu đỏ lúc nãy là được. Sau khi bật khiên bảo vệ ảnh đại diện xong á, thì các bạn có thể là gỡ cái trình duyệt Kiwi Browser này. Bấm gỡ nè, thì các khiên bảo vệ vẫn bật bình thường. Cách bật khiên bảo vệ như thế này rất hữu ích. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.